quý bà con hãy cùng Tân Thành thu gom vỏ chai ba cạnh đổi quà Tết để bảo vệ môi trường với những phần quà hấp dẫn. 10 vỏ chai ba cạnh nhận 1 ký đường tinh luyện, 20 vỏ chai ba cạnh nhận 1 cặp nước ngọt, 100 vỏ chai ba cạnh nhận 1 bịch bột giặt lớn, 200 vỏ chai ba cạnh nhận được 1 thùng bia. Hãy mang ngay vỏ chai ra đại lý hoặc điểm nông dân đại diện để được đổi quà, thời gian từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2016. Tân Thành, cùng nhà nông chinh phục năng suất.